chiều 26 tháng 12 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là những công dân Việt Nam tuổi không quá 35, quản lý điều hành các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhất là vượt qua khó khăn thách thức của đại dịch COVID-19, đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng. Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021 đã tạo ra doanh thu năm 2020 đạt 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng, nộp ngân sách 66 tỷ đồng. Việc bình chọn và tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc dịp này có ý nghĩa quan trọng để ghi nhận, khích lệ và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp của những thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam vững vàng dương bồm vượt sống và bứt phá.